Lê Phương tiết lộ điều kinh khủng mà chồng cũ Quách Ngọc Hoan từng làm với mình khi cô đăng ảnh khóc thảm thiết trên phim trường. Lê Phương và Quách Ngọc Hoan từng khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định đường ai nấy đi sau 3 năm chung sống. Nữ diễn viên là người chủ động gửi đơn ly hôn và giành được quyền nuôi con trai cà pháo. Cặp đôi không chia tay trong hòa bình mà nảy sinh khá nhiều bất đồng, cãi vã, lùm xùm trên mạng xã hội và mặt báo. Tháng 8 vừa qua, Lê Phương lên xe hoa lần hai với người chồng kém 7 tuổi là Trung Kiên. Cặp đôi đang tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào trong cuộc sống hôn nhân. Mới đây, Lê Phương đăng khá nhiều ảnh trên phim trường. Trong cảnh quay đó, Lê Phương hòa khóc nức nở khi hóa thân vào nhân vật bị chồng bỏ theo người khác và phải chạy theo níu kéo thảm thiết. Lê Phương viết, không nghĩ có một ngày, cuộc đời mình lại lên phim. Thật trùng hợp, chân thực đến từng chi tiết. Nhớ những khoảnh khắc mà ngày trước, không hiểu sao chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào, để bây giờ lại vỡ òa nức nở. Dường như Lê Phương chạnh lòng khi bắt gặp hình ảnh của mình trong quá khứ. Có thể suy ra, người đẹp đã từng rơi vào tình huống đuổi theo xe của chồng cũ, nhưng rốt cuộc anh vẫn bỏ đi, để lại cô một mình suy sụp, đau khổ. Dòng trạng thái của Lê Phương nói về cảnh quay trong phim, nhưng dường như cũng là một phần quá khứ của cô khi chồng lên xe để đi theo cô gái khác. Lê Phương cũng chỉ biết chạy theo níu kéo và thúc lên, anh ơi đừng đi.